Thưa quý khán giả, nhằm phát huy năng khiếu sáng tác văn học cho những cây bút trẻ, trong nhiều năm liền, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đã duy trì trại sáng tác thời gian tuổi học trò. Mới đây, đơn vị này đã tổ chức tổng kết trại sáng tác lần thứ 9, qua đó phát hiện và bồi dưỡng thêm được nhiều cây bút trẻ đầy tiềm năng. Đây là lần thứ 9 trại sáng tác thời gian tuổi học trò tỉnh Đồng Nai được tổ chức. Tham dự trại sáng tác lần này, các trại sinh được đi thực tế sáng tác tại Đắk Lắk. Sau thời gian tham quan lấy cảm hứng từ thực tế, các trại sinh đã sáng tác được những tác phẩm ý nghĩa mang hơi thở cuộc sống, chuyển tải những vấn đề xã hội. Ngoài ra, những câu chuyện về trường lớp, câu chuyện đời thường trong gia đình, về ông bà, cha mẹ cũng được chuyển tải đầy cảm xúc. Tuy chỉ đi thực tế trong một thời gian ngắn, nhưng các trại sinh đã xây dựng đề cương, hoàn thành ý tưởng và hoàn thiện tác phẩm. Song song đó, các bạn trẻ cũng trao dồi được nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, kỹ năng viết và trao dồi được kỹ năng mềm trong hoạt động tập thể. Dạ, đây là lần thứ 3 con tham gia trại sáng tác thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai này. Và cứ qua một mùa trại thì con lại có những kinh nghiệm viết riêng cho bản thân. Và qua từng mùa trại thì con thấy là mình trưởng thành hơn trong cách viết. Thông qua từng mùa trại thì thầy, các nhà văn, nhà thơ đã hướng dẫn con cách viết, các hành văn để có thể viết tốt hơn qua từng ngày. Và con nghĩ đó là cái điều mà con trân trọng nhất qua từng trại sáng tác này. Em tham gia trại sáng tác từ năm em học lớp 6. Năm đầu tiên đó thì trại sáng tác của mình tổ chức ở Đà Lạt. Đến nay trại sáng tác được đi qua một cái chặng đường rất là dài và em là một trong số những người mà đi theo trại sáng tác lâu nhất. Đến giờ thì em đã là sinh viên năm nhất của Đại học Tôn Đức Thắng. Em học, mặc dù là em học chuyên ngành quản trị marketing, nhưng mà vẫn trở về trại sáng tác như là trở về ngôi nhà chung, bởi vì ở đây thì em đã nhận được cả những kiến thức lẫn tình yêu thương, lẫn những cái bài học kinh nghiệm và những kỷ niệm rất đẹp trong mỗi đời học sinh của mình. Từ những sáng tác của các trại sinh gửi về, ban tổ chức đã chọn được 42 cây bút với 65 bài đoạn văn, truyện và thơ đạt yêu cầu về chất lượng. Qua trại sáng tác, các trại sinh được các nhà văn, nhà thơ góp ý chỉnh sửa tác phẩm, hướng dẫn kỹ năng sáng tác thơ văn, giải đáp một số khó khăn thường gặp trong quá trình sáng tạo. Rất mừng là tất cả các tác phẩm của các em đều được nâng cao về chất lượng. Ở trong đó, đặc biệt là những em mà đã đi một hai trại trước đây đó thì chất lượng cao. Những em mới đi trại thì tuy chất lượng không cao bằng những em kia nhưng mà cũng có một cái bước nâng lên rất rõ ràng. Ngoài ra thì là đây là lần đầu tiên mà các em được viết tại chỗ. Đây là cũng là một cái cách mà chúng tôi kiểm tra năng lực thật sự của các em. Và rất mừng là cả 30 em có mặt đều có 30 bài và trong đó có những bài khá xuất sắc. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 5 giải A, 15 giải B và 10 giải C cho các trại sinh, đồng thời trao giải cho các trại sinh có tác phẩm hay trong đợt 1 và đợt 2 của trại sáng tác. Cùng với hoạt động văn học chuyên nghiệp của Đồng Nai với rất nhiều tác phẩm được xuất bản trong năm 2018, lực lượng những cây bút trẻ thực sự là một thế hệ tiềm năng để tiếp nối tên tuổi của các nhà văn trên văn đàn. Mới đây tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai, tác giả bác sĩ nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã có buổi giao lưu ra mắt tác phẩm sách Thư gửi con bao giờ cho hết yêu thương vừa được tái bản. Đây là quyển sách viết về tình cảm gia đình, nỗi lòng của những bậc cha mẹ dành cho con cái. Tác phẩm với 30 bức thư nhẹ nhàng tình cảm và chứa trọn tâm tình của bác sĩ nhạc sĩ Vũ Minh Đức và bác sĩ Trần Thị Hồng An dành cho con của mình. Mỗi lá thư cho con đều được viết với ngôn từ trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm, qua đó giúp cho các em phần nào thấu hiểu hơn tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, từ đó trân trọng, hiếu thảo hơn với cha mẹ của mình. Nhân sự kiện giao lưu sách lần này, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện ngắn với tác giả, bác sĩ nhạc sĩ Vũ Minh Đức về tác phẩm Thư gửi con bao giờ cho hết yêu thương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào quý vị khán giả của chương trình Cà phê 360 độ. Xin kính chào tác giả Vũ Minh Đức ạ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình. Vâng thưa anh, sau buổi ra mắt sách của anh thì em cũng muốn nhân dịp này để hỏi anh thêm một vài câu hỏi để giúp cho quý vị độc giả có thể hiểu hơn về tác phẩm mới này ạ. Vậy thì không biết là đầu tiên điều gì đã khiến cho anh quyết định cùng với tác giả Hồng An để mà viết nên quyển sách về tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái ạ? Mục đích lớn nhất khi mà anh thực hiện quyển sách này cũng là những điều mà anh muốn truyền tải đến các bạn tuổi teen.
hiểu được cái tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái. Và khi mà chúng ta có những cái lá thư như thế này thì các bạn sẽ có cái thời gian để thấm được cái tình cảm bố mẹ dành cho mình và những nhắn nhủ của bố mẹ dành cho mình. Vâng ạ, quyển sách này là tập hợp những cái lá thư chất chứa cái tình cảm, nỗi niềm của những người làm cha làm mẹ. Vậy thì không biết tại sao mình lại chọn cái cách thể hiện qua những lá thư như thế ạ? Thật ra thì bây giờ các vị bố mẹ, quý vị phụ huynh của chúng ta thì thường than phiền là các bạn tự tin rất là khó bảo. Và chúng ta cũng thừa hiểu về mặt tâm sinh lý thì đến cái tuổi này đôi khi các bạn muốn chứng tỏ mình độc lập và bao giờ cũng cho rằng mình đúng cả. Thành ra là nếu như bố mẹ dành cái ngôn ngữ bình thường hàng ngày cho các con thì đôi khi các bạn sẽ bỏ ngoài tai hoặc là chỉ nghe lớt phớt đâu đó thôi. Thì anh muốn dùng những cái lá thư như thế này, nó là một cái cầu nối giữa bố mẹ và con cái, và đôi khi các bạn sẽ có những cái khoảng lặng và đọc những lá thư này, hiểu bố mẹ mình nhiều hơn và ngấm những điều mà bố mẹ mình muốn trao đổi dặn dò với mình hơn. Qua quyển sách này thì không biết là thông điệp mà anh muốn truyền tải là gì ạ? Thông điệp lớn nhất mà anh muốn truyền tải trong cái quyển sách này đó là cái giá trị về tình cảm gia đình. Anh muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng bất kỳ một người nào thành đạt trong cuộc sống này thì cái giá trị nền tảng, những viên gạch để xây nên sự thành đạt đó chắc chắn bắt đầu từ tình cảm gia đình. Vậy thì sau cái quyển sách này thì trong thời gian tới anh sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để cho những cái tác phẩm tiếp theo của mình giống như một cách để mà thúc đẩy văn hóa đọc của các bạn trẻ? Ngoài cái chuyện mà thúc đẩy văn hóa đọc của các bạn thì anh cũng tâm niệm với mình rằng là bất kỳ một cái tác phẩm nào anh viết ra cũng mang đến những cái điều tích cực và truyền cảm hứng đến mọi người. Giống như cái buổi giao lưu ngày hôm nay khi mà kết thúc thì anh đã có một cái ngoéo tay với lại các bạn trong trại sáng tác của nhà thiếu nhi Đồng Nai, sẽ cùng với các bạn cho ra một quyển sách trong tương lai, những lá thư của con gửi cho bố mẹ. Vâng ạ, cảm ơn anh Đức, ngày hôm nay anh đã nhận lời mời tham dự cuộc trò chuyện của Cà phê 360 độ để có những chia sẻ về tác phẩm mới ra mắt của mình ạ. Cảm ơn em rất nhiều và cũng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Cho phép Minh Đức gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, tất cả những ai đã ủng hộ những lá thư này và chúng ta cùng đồng hành với những lá thư tuy đơn giản nhưng sẽ làm nên giá trị gia đình và làm cho con cái của chúng ta ngày một tốt hơn. Vâng ạ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.